anh vứt mũ. Thôi đi, đi lên phòng đi. Tao lên ngủ. Lên phòng quên bán này. Mày cứ lên phòng cho nó nằm ngủ, lúc nó khắc quên mà trẻ con nó nhanh quên lắm. Chương trình chúng ta đang tham gia chương trình. Mình đi đâu thế? Bố ơi, mình đi đâu thế? Tao không thằng à. Yeah.